Vâng, xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với cái quyển sách bài tập toán 9, tập 1, bài 29. Cái bài này thì chắc hiếm cái thi lắm. Cho hàm số y bằng mx cộng với 2m cộng 1 với giá trị của m thì ta được m xác định được. Cứ mỗi m thì một đường thẳng, kiểu như là nếu m bằng 1 nhá. M bằng 1 chẳng hạn. Thì mình được một đường thẳng là y bằng 1x đúng không? Cộng 2 nhân 1 cộng 2 cộng 1 là cộng 3, đấy là một đường thẳng. Ví dụ m bằng 2 thì được y bằng 2x cộng 5 rồi m đấy, ứng với mỗi giá trị của m thì ta được một cái đường thẳng. Như vậy thì có vô số giá trị của m thuộc R thì có vô số đường thẳng. Nhưng mà nó bảo là chứng minh ấy, mọi cái đường thẳng đấy nó luôn đi qua một điểm cố định. Đấy. Và xác định cái tọa độ điểm đó. Đọc thì vậy thôi chứ còn mình làm thì nó có cái kiểu, nó thành kiểu như công thức rồi. Chả biết làm gì. Rồi bây giờ ví dụ như mình bước 1 người ta giả sử người ta gọi. Gọi cái điểm mà mình đang cần tìm ấy, gọi điểm chứng minh mọi giá trị của m họ đường thẳng đi qua điểm của, gọi cái điểm cố định cần tìm là một cái điểm A nào đó có tọa độ có tọa độ hoành độ tung độ và tọa độ x0 y không gì đó và m bằng bao nhiêu thì bằng, nhưng mà mọi cái đường thẳng nó đều đi qua điểm này thì cho nên là ta có, thay vào kia ta có y không sẽ bằng m x không, nên đâu có y thay bằng y không, đâu x thay bằng x không cộng với 2m cộng 1 thì cái đường thẳng này với mọi giá trị của m thì dấu bằng vẫn xảy ra. Đấy. Dấu bằng vẫn xảy ra với mọi giá trị của m. Thì ta chuyển về ẩn m thì ta tương đương với y0 bằng y0 trừ 1 đi, bằng. Mình chuyển cái số 1 sang bên kia. Bên này là thành đưa m ở chung trong một x0 cộng với 2. Đấy, họ tức là họ chuyển từ ẩn x ẩn y ấy, thành ẩn m này, xong họ biến về cái dạng là không m bằng không, không bằng không m này. Đấy. Thì lúc đó thì x không thì m bằng bao nhiêu chăng nữa thì hai bên này nó vẫn bằng nhau. Đấy, tức là cái phương trình này phải đúng với mọi m. Thì người ta cho y0 trừ 1 này bằng 0. Rồi x0 cộng 2 bằng 0. Thì ta được y0 bằng 1, x0 bằng trừ 2. Như vậy là với cái điểm, lúc đó điểm cố định tìm được là trừ 2 chấm phẩy 1. Thì ta luôn có là gì? Là 0 bằng m nhân 0. Thì cái phương trình này, phương trình 1 nó sẽ đúng với mọi, phương trình 2 này, nó đúng với mọi m, m bằng bao nhiêu cũng được. Chốt lại là cái bài này, điểm cố định ấy, thì bước 1 là gọi tọa độ điểm cố định. Bước 2 thay vào mà dấu bằng vẫn xảy ra. Bước 3 thì mình biến về ẩn m. Đúng không? Cái gì đấy bằng đóng vào ngoặc nhân m. Sau đó cho cái bên này bằng 0. Rồi cho cái này bằng 0. Thì tìm được x0 y0 là tìm được tọa độ điểm cố định là xong. Đấy là bài 29. Bài 5.1.
hệ số góc của đường thẳng. Cái này mình viết lại dưới dạng là y bằng 3 phần 2 x trừ 5 phần 2. Thì đứng trước chữ x này chính là hệ số góc, cho nên hệ số góc là 3 phần 2 thì C. Thế còn bên dưới này thì y bằng 3 phần 5 trừ đi căn 3 trên 5 x. Cho nên viết lại nó sẽ bằng y bằng trừ căn 3 trên 5 x cộng với 3 phần 5. Và đứng trước chữ x này thì nó là hệ số góc. Như vậy là ý D. Xong. Bài 5.1. Bài 5.2. Hệ số góc của đường thẳng đi qua góc tọa độ và đi qua điểm này. Đường thẳng thì bao giờ y bằng ax cộng b, mà vì nó đi qua góc tọa độ là cái điểm 0,0 thì đâu có y thay bằng 0, đâu có x thay bằng 0, thì b bằng 0. Như vậy một cái điểm, một cái đường thẳng mà đi qua góc tọa độ thì luôn có dạng y bằng ax thôi, b bằng 0 rồi. Ngoài ra nó lại đi qua cái điểm căn 3, căn 3 trên 2 này. Thì đi qua cái điểm đấy thì đâu có x thay bằng căn 3, đâu có y thay bằng căn 3 trên 2. Thì ta có căn 3 trên 2, tức là y bằng đấy a nhân với lại x này căn 3. Cả hai bên có căn 3 gạch đi thì a bằng 1 phần 2. Thì đáp án là y C. Là xong. Sang B. Hệ số góc của đường thẳng đi qua điểm này và điểm này. Đường thẳng y bằng ax cộng b đi qua cái điểm thứ nhất, đi qua P. Thì ta có đâu có x thì thay bằng 1, đâu có y thay bằng căn 3 cộng căn 2. Thì ta có là căn 3 cộng căn 2 bằng a nhân với 1 cộng b. Thì suy ra a cộng b bằng căn 3 cộng căn 2. Mặt khác thì lại đi qua điểm q nữa. Đi qua điểm q thì ta sẽ có là đâu có y thay bằng 3 cộng căn 2 bằng a nhân với x là nhân căn 3 cộng b. Thì suy ra nó sẽ là căn 3a cộng với b bằng 3 cộng căn 2. Bây giờ mình ghép vào. Đó là căn 3A cộng với B bằng 3 cộng căn 2. Rồi A cộng B bằng căn 3 cộng căn 2. Chúng ta có thể bấm máy hoặc là giải bằng tay. Giải bằng tay thì chúng ta trừ đi. Trừ đi thì ta là căn 3A trừ đi A thì đưa A ra ngoài. Thì ta sẽ có là căn 3 trừ 1 nhân với A. B trừ B hết rồi. Bằng 3 căn 2 trừ đi căn 3 trừ đi căn 2. Tức là 3 cộng căn 2 này trừ đi căn 3 trừ đi căn 2. Đấy, trừ hết cả cái ngoặc dưới này.
thì căn 2 trừ căn 2 hết thì nó là căn 3 trừ 1 a bằng 3 trừ căn 3. 3 trừ căn 3 mà đưa căn 3 ra, trong còn căn 3 trừ đi 1. Suy ra a bằng căn 3, căn 3 trừ đi 1 chia cho căn 3 trừ 1. Thế là a bằng căn 3. A bằng căn 3. Đáp án là ý D. Hệ số góc là A mà. Ở cái chỗ trên này thì lưu ý là 3 trừ căn 3, vì số 3 nó chính là căn 3 nhân căn 3, trừ đi căn 3, cho nên là đưa căn 3 ra thì trong nó còn là căn 3 trừ 1 là như thế đấy. Rồi, xóa nhé. Đấy là bài 5.2. Sang bài 5.3. Góc hợp bởi đường thẳng và trục x là bao nhiêu độ? Cái này không nhầm thì nó là tan của, nó bằng tan của cái này. Thì shift tan thế nhỉ? Có nghĩa là tan của cái góc hợp bởi trục hoành và trục x thì nó bằng hệ số góc bằng A, tức là bằng 1/2. Giờ mình shift tan của 1/2 thử xem nào. Các bạn bấm shift này, tan 1/2 là 0.5 ấy. Nóng bằng, xong ấn độ phút giây, ấn vào cái tròn tròn nháy nháy này, B này. 26 độ 34 phút. Thế IA góc hợp bởi dùng máy tính bỏ túi. Bây giờ cái ý B thì y nó bằng 7/5 cộng với 2/5 x. Đây đây, hệ số góc của nó đây. Thế là nó shift tan. Shift tan của 2/5 ấn vào độ phút giây, 21 độ 48 phút. Rồi, bài 5.3, ngó lại đáp án cái nào. Cái này lâu chả nhớ phải không? Trời, nó cho ý này hả? 5 chấm mấy đấy? A, C, 5.3 đúng không? A, C. Bốn chấm năm chấm ba AC. Ờ, đúng rồi đấy. Năm chấm bốn trên mặt phẳng tọa độ cho 4 điểm có tọa độ nguyên như sau. 1, 2, 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm
phương trình đường thẳng đi qua hai điểm ở AB. Thì gọi cái phương trình đường thẳng AB đấy là y bằng ax cộng b thôi. Vì nó đi qua A cho nên đâu có x ta thay bằng 4, đâu có y thì ta thay bằng 5. Thì 5 bằng A nhân 4 cộng B viết lại thành 4A cộng B bằng 5. À, vẫn cái phương trình đường thẳng đấy nó lại đi qua điểm B nữa, có tọa độ 1, âm 1 thì đâu có x qua B này. Đâu có x ta thay 1, đâu y thay âm 1, âm 1 bằng A nhân 1 cộng B hay thành là A cộng B bằng âm 1. Sau ta bấm máy giải hệ phương trình này luôn. Ở đây dùng tay cũng được. Trừ đi. 4A trừ đi A còn 3A. B trừ B hết. 5 trừ đi trừ 1 thành 6. Thì A bằng 3. A bằng 6 chia 2 bằng 3. 6 chia 3 bằng 2. Tìm được A rồi. Thay vào để tìm B. Đây này. A cộng B bằng âm 1. A bằng 2. Thì B bằng, tức là 2 cộng B bằng âm 1. Chuyển vế đổi dấu thì B bằng âm 1 trừ 2 thì bằng âm 3. Vậy đường thẳng đấy chính là Y bằng 2X trừ 3. Đây là đường thẳng AB. Là xong đường thẳng AB. Bây giờ đến đường thẳng BC. Cách làm EC. Đường thẳng BC thì cũng giả sử đường có dạng y bằng cx cộng với d chẳng hạn. Thì vì nó đi qua điểm b. Vì nó đi qua điểm b cho nên đâu có x thay 1, đâu y thay 1, âm 1, âm 1 bằng c nhân 1 cộng d hay là c cộng d bằng âm 1. Vì nó đi qua điểm c nữa. Điểm C có tọa độ là 4, âm 4 nên đâu có x thay bằng 4, đâu ghi thay bằng 4 là âm 4 bằng C nhân với 4 cộng D hay là 4C cộng D bằng âm 4. Trừ cái đi, C trừ 4C thành trừ 3C, D trừ D hết, 1 trừ đi trừ 4 thành cộng 4, 1 trừ 1, trừ đi trừ 4 thành cộng 4, cộng 4 với trừ 1 là thành dương 3, C bằng âm 1, thay vào tìm D, thì D bằng, thay C cộng D bằng âm 1 đây này, thì bây giờ C bằng âm 1, thì D bằng 0 à? Ồ, D bằng 0. Là xong. Vậy cái phương trình này là có y bằng chữ x. Phương trình đường thẳng BC ấy, là y bằng chữ x. Về phương trình đường thẳng CD và DA. CD nó đi qua gọi phương trình đường thẳng CD là y bằng kx cộng t. Thì ta sẽ có, vì nó đi qua điểm C có tọa độ 4 trừ 4 thì trừ 4 bằng đâu y thay bằng trừ 4, k nhân 4 cộng t suy ra 4k cộng t bằng âm 4. Nói đi qua điểm D 7 âm 1 thì ta sẽ có là âm 1 bằng k nhân 7 cộng t hay là 7k cộng t bằng âm 1. Thì trừ đi 4 trừ 7 nó trừ 3k. TT hết. Trừ 4 trừ đi trừ 1 thành cộng 1 là thành trừ 3. Vậy suy ra k bằng âm 1. À k 1. K 1 thay vào tìm T. K bằng 1 thì 7 nhân k bằng 7. Cộng T bằng âm 1.
Vít 7 sang bên này. T bằng âm 8. Vậy Y bằng X trừ đi 8. Đấy là phương trình đường thẳng CD. Về phương trình đường thẳng DA. Gọi phương trình đường thẳng DA là Y bằng Y bằng gì được? A1X cộng B1. Thì vì nó đi qua D thì đâu có X thang 7, đâu có Y thang 1. Ta sẽ có âm 1 bằng A1 nhân với 7 cộng với B1, hay là 7A1 cộng B1 bằng âm 1. Nó đi qua điểm A có tọa độ 4, 5. Thì đâu có Y thay bằng 5, đâu X thay bằng 4. Thì nó sẽ là 4A1 cộng B1 bằng 5. Trừ đi 7 trừ 4 bằng 3. A1 B1 hết. Trừ 1 trừ đi 5. Trừ 1 trừ 5 trừ 6. A1 bằng âm 2. Thay vào 4 nhân âm 2 cộng B1 bằng 5. 4 x 2 8. Chuyển sang bên kia 8 5 13. Như vậy là Y bằng trừ 2X cộng 13. Xong. Đấy là cái bài 5.4. Bài 30. Với giá trị nào của M thì hàm số đồng biến? Hàm số đồng biến khi và chỉ khi cái hệ số đứng trước x này nó dương. À. Vậy để hàm số đồng biến thì M cộng 6 phải dương. Tức là M phải lớn hơn chuyển vế đổi dấu là trừ 6. Vậy với M lớn trừ 6 thì hàm số đồng biến. Xong. Xong ý B là với giá trị nào của K thì hàm số này nghịch biến. Nghịch biến thì cũng dựa vào đứng trước x. Nghịch biến thì cái này phải âm. Ý B để mà hàm số nghịch biến thì trừ K cộng 9 phải nhỏ hơn 0. Chuyển K sang bên này thì 9 nhỏ hơn K, hay là K lớn hơn 9. Vậy với K lớn hơn 9 thì hàm số nghịch biến. Bài 31. Với những giá trị nào của M thì đồ thị các hàm số cắt nhau tại một điểm trên trục tung? Hai đường thẳng mà cắt nhau tại một điểm trên trục tung á, thì cái điểm này luôn có hoành độ bằng 0. Tung độ thì chưa biết bằng bao nhiêu. Đó. Cho nên là giả sử đây là D1, đây là D2. Giả sử D1 cắt D2 tại một cái điểm A nào đấy có tọa độ là 0.A. Thì điểm A này nó thuộc cả hai đường thẳng đấy, cho nên ta sẽ có là vì nó thuộc D1 thì đâu có Y thay bằng A, đâu có X thay bằng 0. Cộng với 5 trừ đi M. Thì suy ra ta có 12 nhân 0 bằng 0 rồi. Thì A bằng 5 trừ M. Hay đổi đi thành A cộng M bằng 5. Đấy là phương trình 1. Nó còn đi qua D2. D2 nó đi qua điểm đấy nữa. Thì đâu có Y thay bằng A, đâu có X thay bằng 0. Cộng 3 cộng M. Thì suy ra được là
a trừ m chuyển hết sang chuyển a trừ m bằng 3. Đó. Ta có thể cộng hoặc trừ vào đây hoặc bấm máy. Thì a cộng a bằng 2a. Ta dùng phép cộng m cộng m bằng 0. 5 cộng 3 bằng 8. Thì suy ra a bằng 4. A mà bằng 4 mà a bằng 5 trừ m đây này. Hay là a trừ m bằng 3 thay vào động được. Thay vào a trừ m bằng 3 đi. A trừ m bằng 3. Mà a bằng 4 rồi suy ra 4 trừ m bằng 3. Thì 4 trừ mấy bằng 3? 4 trừ 1 bằng m bằng 1. Vậy. Nó bảo tìm m hả? M bằng 1. Rồi xong. Bài 32 tìm giá trị của A để hai thằng này song song với nhau. Thế này thì quá đơn giản. Hai đường thẳng song song thì hai cái ở đằng trước cái x này nó bằng nhau. Đây, hệ số góc này bằng hệ số góc. Còn hệ số tự do khác hệ số tự do. Thì đây hệ số tự do một bên hai bên một thì chắc chắn rồi. Thế thì để hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi a trừ 1 bằng 3 trừ a. Chuyển sang một bên thì 2a bằng 4. Suy ra a bằng 2. Xong. Vậy với a bằng 2 thì hai đường thẳng này song song với nhau. Với điều kiện nào của k và m thì hai đường thẳng sẽ trùng nhau. K và M thì hai đường thẳng sẽ trùng nhau. Hai đường thẳng trùng nhau khi và chỉ khi nó giống hệt nhau, tức là đằng trước này bằng đằng trước, đằng sau này bằng đằng sau. Đó. Thì ta sẽ có K bằng để hai đường thẳng trùng nhau thì K sẽ bằng 5 trừ K. Và M cộng M trừ 2 sẽ bằng 4 trừ M. Hai đường thẳng trùng nhau khi và chỉ khi hệ số góc bằng nhau, hệ số tự do cũng bằng nhau. Đấy, đằng trước chữ x này cũng bằng đằng trước chữ x, đằng sau bằng đằng sau. Chỗ này chuyển sang thì 2k bằng 5 thì suy ra k bằng 5 phần 2. Chỗ này chuyển sang 2m bằng 6, m bằng 3. Đấy, với k bằng 5 phần 2 và m bằng 3 thì hai đường thẳng trùng nhau. Bài 34 cho một đường thẳng với giá trị nào của m thì đường thẳng đi qua góc tọa độ. D đi qua góc tọa độ khi và khi ta thay vào đâu có y thay bằng 0. 0 bằng x thay bằng 0, 1 trừ 4m nhân 0 cộng m trừ 2. Thế thì 0 bằng cái này nhân 0 bằng 0 rồi. M trừ 2 suy ra m bằng 2. Như vậy với m bằng 2 thì d đi qua góc tọa độ. Ý B này với giá trị nào của m thì đường thẳng tạo với trục OX một góc nhọn. Một góc tù góc nhọn thì dựa vào hệ số A. Nếu mà A này nó dương này thì nhọn, mà nó A âm thì tù. Cho nên là để D tạo với OX một góc nhọn nhọn này, thì ta có 1 trừ 4M phải lớn hơn 0. Suy ra 1 lớn hơn 4M. Chia cả hai vế cho 4 thì sẽ ra M sẽ nhỏ hơn 1 phần 4. Vậy với M nhỏ hơn 1 phần 4 thì D tạo với OX một góc nhọn. Thế nên góc tù thì lớn hơn. Nếu để D tạo OX một góc tù thì ta có 1 trừ 4m phải nhỏ hơn 0. Hay là 1 nhỏ hơn 4m. Chia cả hai vế cho 4 thì lại m lại lớn hơn 1 phần 4. Vậy với m lớn 1 phần 4
Thì đường thẳng D tạo mấy OX một góc tù. Ý C, tìm giá trị của M để đường thẳng D cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3/2. Cắt trục tung á, tại điểm tung độ 3/2 thì hoành độ một điểm thuộc trục tung thì hoành độ luôn bằng 0. Thế có nghĩa là nó đi qua cái điểm 0.3/2, đúng không? Bây giờ đâu có x thay bằng 0, đâu có y thay bằng 3/2 thôi. Thì vì D đi qua điểm 0.3/2, ta có y bằng, tức là 3/2 bằng 1 trừ 4m nhân x, tức là nhân với 0, cộng với m trừ đi 2. Thì ta có 3/2 bằng m trừ 2. Vứt kia sang thì ta có là 3/2 cộng với 2 bằng m. 2 là 4, 3 là 7, 7 là 2, m bằng 7/2. Vậy với m bằng 7/2 thì D cắt trục tung tại điểm có tung độ 3/2. Ý D, tìm giá trị của m để đường thẳng D cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1/2. Một điểm thuộc trục hoành thì tung độ của nó bằng 0. Điểm này 1/2 thì cái điểm này là điểm 1/2 0. Đấy, tức là nó đi qua điểm 1/2 gì? 0. D đi qua điểm 1/2 0 thì đâu có y thay bằng 0, 0 bằng 1 trừ 4m nhân với x, x bây giờ là 1/2 cộng với m trừ đi 2. Cái này các bạn có thể bấm máy cho nó nhanh và bấm bằng chữ x nhé. Thì bấm không bằng 0 alpha bằng mở ngoặc 1 trừ 4x alpha x đóng ngoặc nhân 1/2 cộng trừ 2. Ship son bằng. Như vậy m sẽ bằng âm 1.5, tức là 3/2 đấy. Suy ra m bằng âm 1.5. Nên là âm 3/2. Vậy với m bằng âm 1.5 hoặc âm 3/2 thì D cắt trục hoành tại cái điểm có hoành độ bằng 1/2. Ví dụ 35 dài anh ta. Thôi rồi, để video sau nha.